Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả An Yên. Bộ truyện kể về cuộc sống hôn nhân của Tuấn và Nhi. 20 tuổi, Nhi đã lên xe hoa về nhà chồng. Những tưởng đó là một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, nhưng khoảng thời gian vui vẻ ấy lại quá ngắn ngủi. Chỉ chưa đầy một năm sau khi cưới, Tuấn hiện nguyên hình là một người chồng gái gú, cờ bạc, nợ nần chồng chất. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, khiến Nhi gục ngã. Liệu rằng sau cơn bão, ánh mặt trời có soi sáng cho cuộc đời của Nhi hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Chồng về trễ vậy ạ? Ừ, anh còn họp với đối tác về việc thay đổi dây chuyền sản xuất mới. Em biết đấy, chồng em là quản đốc của một lò gạch lớn, chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động sản xuất trong xưởng, từ phân công lao động đến đảm bảo hoàn thành mục tiêu, lên kế hoạch mới rồi đốc thúc nhân công làm việc, xử lý các sự cố phát sinh đủ thứ chuyện mà. Đâu nhàn nhã như công nhân các em. Những câu nói ấy dạo này thường diễn ra vào lúc hơn 11 rưỡi đêm tại ngôi nhà 3 tầng bề thế ở thành phố F. Đấy là một thành phố nhỏ, so với nhiều nơi sầm uất thì nó chỉ như một thị trấn thôi. Chỉ có điều nhà nào có của ăn của để thì sống trong giàu sang sung sướng, còn ai đã nghèo thì tận cùng của cơ cực. Ngôi nhà 3 tầng ấy là của ông Nguyễn Tráng, tổng giám đốc của một lò gạch lớn nhất thành phố F, một nơi sản xuất gạch nổi tiếng cả nước với rất nhiều nhà máy gạch cạnh tranh nhau. Cô là Ngô Tuệ Nhi, 20 tuổi, một cô gái có khuôn mặt thánh thiện, đôi mắt to trong veo, nụ cười sáng và rạng rỡ. Chỉ là cô ấy xuất thân quá nghèo. 12 năm trời, là học sinh giỏi, hoạt động bề nổi tốt, đỗ á khoa của trường Đại học Công nghệ Thông tin. Nhưng cuối cùng lại không thể có tiền để học đại học. Nhi đã xin bảo lưu kết quả một năm với hy vọng làm công nhân ở lò gạch. Do cô chưa có bằng cấp, sau đó sẽ tích góp nhiều tiền để thực hiện ước mơ đại học của mình. Vậy nhưng 19 tuổi, cô đã phải lòng với những lời quan tâm ân cần của quản đốc Nguyễn Hoàng Tuấn, hơn cô 3 tuổi, cũng là con trai út của giám đốc lò gạch chỗ cô làm. Sau một năm yêu đương thì cả hai chính thức về chung một nhà. Khi tuổi mới lớn, đứng trước một người đàn ông khá điển trai, ngày ngày hỏi han quan tâm, ăn nói nhã nhặn, Nhi cũng khó từ chối. Và cô gái ấy vẫn ngây thơ cho rằng mình còn trẻ, còn sức khỏe, còn có cơ hội học tập. Một tình yêu đầu đời, một hạnh phúc đầu tiên cuốn cô theo. Gia đình chồng cô giàu nhất nhì thành phố này. Bố chồng cô là một người đàn ông quyền lực, luôn áp đặt người khác theo ý mình. Mẹ chồng Nhi, bà Dương Tâm, là một người phụ nữ có dáng dấp nhỏ bé, thuộc tuýp người truyền thống, rất hiền lành, chuẩn mực, đoan trang. Dù ở thời hiện đại, nhưng cách sống của bà là sự yên phận. Gia đình bên ngoài của bà cũng khá giả, thậm chí đóng vai trò không nhỏ trong thành công của chồng bà để xây dựng nên cơ nghiệp họ Nguyễn ngày nay. Thế nhưng bà Tâm sống đúng với cái tên của mình, luôn nhẹ nhàng, vui vẻ, gia đình không bon chen, không ganh đua gì cả. Vì vậy trong nhà này bà không có tiếng nói, mọi quyết định đều ở ông Nguyễn Tráng. Tuấn lại có lối sống khá phóng khoáng, anh không quan tâm nhiều đến việc nhà. Hơn Nhi 3 tuổi, tính ra Tuấn cũng chỉ mới 23 tuổi, vẫn muốn chơi bời, vẫn chưa ý thức được vai trò của mình trong gia đình. Thời kỳ đầu, Tuấn cũng rất cưng chiều cô. Ông Tráng không để tâm nhiều đến việc nhà, bởi vì ông có một hậu phương vững chắc là bà Dương Tâm. Vì vậy ông chỉ lo lắng cho lò gạch. Nhà có người giúp việc nên Nhi cũng không phải đụng tay đụng chân nhiều. Cô là con nhà lao động nên khỏe mạnh, vào làm công nhân lò gạch nhanh thoăn thoắt. Bố mẹ cô, ông Ngô Vinh và bà Lê Thanh Loan cũng là công nhân gạch bình thường. Cuộc sống chỉ đủ nuôi con khôn lớn. Học đến lớp 12 là giỏi lắm rồi. Bởi vì họ không muốn con mất cái chữ nên bố mẹ luôn cố gắng cho con cái. Chị em Nhi học rất giỏi, thương bố mẹ nên chịu khó giúp đỡ bố mẹ ngoài giờ học.
Nhưng 4 năm đại học ở thành phố C quả là ngoài tầm với của bố mẹ Nhi. Sau Nhi là Ngô Đình, mới học lớp 9 nữa. Thế nên cô chấp nhận đi làm để phụ bố mẹ nuôi em ăn học, rồi mới thực hiện ước mơ của mình. Nhi nghĩ rằng chỉ cần có sức khỏe, sức trẻ, học muộn một chút cũng không sao. Dạo gần đây lò gạch chuẩn bị thay đổi dây chuyền sản xuất nên Tuấn bận rộn lắm, về khuya suốt. Đêm nay cũng vậy, về tới nhà, chồng Nhi thay đồ rồi nằm vật ra giường, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Nhi pha một cốc nước chanh đưa lên, vì đã khuya nên cô không phiền đến người giúp việc. Tuấn cầm cốc nước tu ửng ực rồi lại nằm. Nhi cất cốc, cẩn thận cầm thêm một can nước ấm để lên tủ đầu giường. Lỡ đêm hôm chồng khát nước thì có thể uống ngay. Nhi vừa ngả lưng xuống, Tuấn đã quay sang cô, bàn tay thọc vào trong áo ngủ của Nhi. Mùi rượu phát ra khiến cô nhăn mày khó chịu. Giọng chồng cô khàn khàn. Cho anh nhé. Nhi vẫn để yên tay Tuấn như vậy mà nhỏ nhẹ. Hôm nay anh uống nhiều quá rồi, hãy để hôm khác tỉnh táo đi. Vợ chồng mình đang kế hoạch mà. Thực ra Nhi vẫn nuôi giấc mộng đại học nên chưa vội muốn có con. Mỗi lần quan hệ, cô và Tuấn vẫn chọn giải pháp an toàn. Thế nhưng với một gã say thì điều đó không dễ dàng gì. Tuấn nằm lên người của Nhi. Em chán anh rồi à? Nhi lắc đầu. Em chưa bao giờ có tư tưởng đó, nhưng anh đang say mà. Tuấn cười danh mãnh. Say thì sao? Say rượu cũng như say em thôi. Những câu nói nửa cợt nhả, nửa ấm ở khiến Nhi không thể từ chối. Nhưng Tuấn bất ngờ đi vào trong cô. Khi anh nằm gục trên vai của Nhi, cô mới khẽ nói. Anh quên à? Tuấn nằm xuống cạnh Nhi. Đừng kế hoạch nữa. Người ta đang đồn ầm lên là em không sinh được con, hay sao mà mãi vẫn chưa thấy gì cả kìa. Nhi ngạc nhiên. Như anh đã hứa với em là... Tuấn lắc đầu. Anh không quên, nhưng học thì sinh xong rồi đi học cũng được. Nhi đăm chiêu khẽ nén tiếng thở dài. Nhưng có con rồi lại vướng bận con cái, em sợ là không chuyên tâm được. Chỉ có con đường học tập thì em mới có sự nghiệp, nếu không chỉ mãi là công nhân thuê ngả. Với lại anh là cán bộ, có bằng cấp, khi người ta hỏi chuyện vợ làm công nhân, em thấy không ổn chút nào. Tuấn cau mày. Em phải hiểu rằng nếu nhà mình chỉ là một gia đình bình thường thì không sao, chả ai biết đến. Nhưng chúng ta là một gia đình có quan hệ rộng. Anh là một quản đốc, con trai của giám đốc. Bây giờ khách khứa đến nhà hỏi mình có con chưa thì trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói đang kế hoạch cho vợ đi học đại học à? Em có nghĩ đến danh dự gia đình không? Người ta sẽ nghĩ nhà này bắt con dâu học hành này nọ. Với lại phụ nữ đâu cần phải có sự nghiệp to tát làm cái gì chứ. Em chỉ cần làm dâu, làm vợ, làm mẹ cho tốt là được. Mọi việc khác cứ để anh lo. Hay là em muốn phải vượt cả sự nghiệp của anh mới hài lòng? Nhi xua tay. Dạ không, em không có ý đó. Chính mình nghĩ đến danh dự nhà mình nên em mới học để xứng với anh mà. Tuấn nhìn sang vợ. Không cần. Khi xuất hiện cùng anh, em chỉ cần ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp, vậy là xứng. Em chỉ cần là cái bình phong, là người đứng sau sự nghiệp của anh, ủng hộ anh thôi. Nhi rẩu môi. Anh không giữ lời hứa trước đây. Anh từng đồng ý với em rằng sẽ cho em đi học đại học đàng hoàng nên em mới cưới. Vậy mà... Tuấn hơi gắt lên. Hứa với không hứa cái gì? Vấn đề là trước đây anh nghĩ rằng mọi chuyện đơn giản, và là yêu nhau thì cưới nhau, mọi sự còn lại không quan trọng. Nhưng bước vào cuộc sống hôn nhân, anh nhận ra rằng nếu không có đứa con thì tình cảm vợ chồng cũng dần xa cách. Con cái là sợi dây gắn kết chúng ta. Bây giờ không có tiếng trẻ con, về nhà cũng buồn. Mà rồi người ta lại đồn lại tùm lum, kẻ thì nói là anh yếu sinh lý hay có vấn đề giới tính, lấy em chỉ để che mắt thiên hạ. Người thì bảo chắc là em không biết đẻ đấy. Nhi vẫn cố thuyết phục chồng. Anh à, mình hiểu là được, ai nói gì kệ họ, quan tâm đến miệng thiên hạ làm gì ạ? Tuấn nhếch môi. Một gia đình danh gia vọng tộc thế này mà em bảo là ai nói gì mặc kệ á? Bao nhiêu người nhìn vào xem như một gia đình kiểu mẫu mà. Em làm vợ thì phải hiểu bổn phận, việc nhà đã có tới mấy người giúp việc, em chỉ có hưởng thụ thôi. Công việc ở lò gạch anh công nhận là có vất vả, nhưng với công nhân thì có việc làm là tốt rồi. Bao nhiêu nhà máy phá sản, công nhân mất việc đấy thôi. Em chỉ có đi làm, việc cũng chẳng phải căng thẳng như anh. Chỉ có theo dây chuyền,
về nhà cũng chẳng bận rộn cơm nước. Sinh con thì có bà vú lo, làm gì mà mỗi việc sinh đẻ là thiên chức của người phụ nữ mà em tỏ ra khó chịu thế nhỉ? Thực ra những gì Tuấn nói đâu quá sai. So với nhiều công nhân khác đi làm về lật đật đi chợ, cơm nước này nọ, tất bật con cái, thì Nhi sướng hơn nhiều. Cô cũng không lười nhác gì, nhưng có người giúp việc nên ít làm thôi. Từ ngoài nhìn vào, ai cũng thấy cô sung sướng, an nhàn. Bây giờ không sinh con thì quả là có lỗi với chồng, với tổ tiên nhà chồng. Nhưng đâu ai biết, khát khao thực hiện ước mơ về giảng đường đại học trong cô ngày càng lớn. Nhi hiểu chỗ đứng của mình, nhưng cũng hiểu được giá trị của bản thân. Cô hiểu mình là người có tri thức, có sức học. Cô thèm khát được ngồi giảng đường, chiếm lĩnh kiến thức chuyên ngành công nghệ thông tin để phục vụ cuộc sống sau này, để xây dựng gia đình tốt hơn. Thấy Nhi im lặng, Tuấn thở dài. Em bỏ cái kiểu giận dỗi đi. Em bây giờ không còn là thân phận một cô công nhân nghèo, mà mang thân phận vợ quản đốc đấy. Giờ cái công ty này cũng thuộc về anh trai và anh. Nếu anh trai làm tổng giám đốc thì anh cũng là phó giám đốc, cùng đưa công ty đi lên. Em nên có cách cư xử phù hợp với tư cách mà em mang. Nhi lắc đầu. Không, em không giận. Chỉ là... Tuấn gắt lên. Không phải suy nghĩ gì hết. Người ta muốn ăn chơi chẳng được. Em đã cắm mặt vào công việc cả ngày, không có thời gian chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình. Bây giờ còn đòi học đại học gì cho mệt chứ. Nhi im lặng không nói. Cô không biết phải giải thích thế nào cho chồng hiểu. Thôi thì trước hết cứ yên cái đã. Phải tìm cơ hội xem sao. Bây giờ chồng cô đang say, càng nói càng không có tác dụng gì. Nén tiếng thở dài, cô quay mặt vào trong. Nhi cảm nhận một điều gì đó đang len lỏi trong cuộc sống hôn nhân, có bề ngoài dường như rất hoàn hảo của mình. Sáng hôm sau, Nhi vẫn dậy sớm như thường lệ. Cô nhẹ nhàng ra khỏi giường để Tuấn ngủ rồi đi vào nhà vệ sinh. Vừa vệ sinh cá nhân xong, cô thấy Tuấn cũng vừa dậy. Anh dậy sớm thế? Tuấn không nhìn cô mà nói. À, hôm nay anh có việc ra ngoài sớm. Rồi như nhớ ra điều gì, chồng Nhi nói tiếp. Việc tối hôm qua, em đừng có uống thuốc ngừa thai đấy. Anh nói rồi, có bầu thì phải đẻ. Em biết tính anh rồi đấy, không nói hai lời đâu. Nhi đang định bụng lát nữa tranh thủ mua thuốc để uống. Vậy mà... Tới công ty, Nhi thay bộ đồ lao động, đầu đội nón, bịt khăn kín mít, chân mang giày bát ta, bao tay đầy đủ. Trông cô hoàn toàn khác xa với hình ảnh người vợ của một quản đốc. Cô tới khu sản xuất gạch ngói, nhanh tay xếp những viên gạch khô trắng lên xe đẩy, rồi đẩy vào lò. Đây là những viên gạch chưa tốt, mỗi chuyến đẩy như vậy, khoảng 20 viên được chất lên xe. Cô nhanh thoăn thoắt làm cùng với Thùy, cô bản thân cũng lấy chồng về gần nhà Tuấn, nhưng chỉ là một gia đình công nhân bình thường. Cả hai đẩy những chiếc xe chạy tới cửa lò đốt, rồi xếp từng lớp gạch vào lò. Tới đây thì công việc không làm một mình được, mà cần thêm người để chuyển gạch vào trong. Trong cái nắng khô khốc, bên trong lò đốt càng nóng nực, mọi thứ như bốc hỏa trong không gian bịt bùng. Mồ hôi đẫm lưng áo, Nhi vẫn cùng các chị em cặm cụi xếp từng lớp gạch. Cô và mọi người chỉ quan tâm xếp thật nhanh để rút ngắn thời gian vào lò, cũng là để ngày công được tăng lên. Ngày nào của Nhi cũng vậy, xếp gạch trắng vào lò nung sau khi được phơi. Bàn tay dù đeo lớp răng rất dày, nhưng những ngày đầu vẫn bị sưng rộp lên. Bây giờ quen rồi, bàn tay cô đã xuất hiện những vết chai sạn. Nhưng cứ nghĩ tới việc sẽ góp được thêm một khoản tiền sau này học tập, Nhi lại vui vẻ bắt tay vào công việc. Ở lò bên cạnh, một tổ phụ nữ đang hối hả bốc chuyển tay những viên gạch đỏ lừ từ lò lên chiếc xe tải đang chở lấy hàng. Những viên gạch nặng trĩu được chuyển theo nhịp thở gấp đầy mệt nhọc và những giọt mồ hôi nhễ nhại ướt nhèm khăn gối đầu, ướt đầm vai áo. Đẩy thùng, những chiếc xe tải quay đầu, công nhân tranh thủ chút ít khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi xe khác đến tiếp tục công việc. Với một nơi như thành phố F, cuộc sống người dân phụ thuộc vào những lò gạch. Ai học tập để vươn ra ngoài mới thoát. Nếu không, họ quá quen với các công đoạn làm gạch, từ trộn đất đến lên khuôn, phơi nắng, cho vào lò nung rồi bốc xếp gạch lên xe. Dưới cái nắng chang chang, không khí nóng hừng hực, những người phụ nữ vẫn miệt mài với công cuộc mưu sinh. Cứ như vậy, tối nào Nhi trở về nhà cũng mệt lử, chân tay rã rời. Nhưng cứ nghĩ tới những câu chuyện vui vẻ với chồng,
cô lại quên hết mệt nhọc. Nghĩ tới chuyện lại tích góp được một chút tiền cho ước mơ của mình, cô lại chẳng để tâm đến những vất vả trong ngày. Nhưng hôm nay lòng cô hơi nặng nề khi nghĩ đến cái nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ mà Tuấn nói tối qua. Phụ nữ xuất giá phải tòng phu, nếu chồng cô cứ khăng khăng giữ quan điểm thì cô phải chiều theo thôi, miễn là sau này anh cho cô cơ hội được học tập. Nhà có nhiều người giúp việc, nếu Nhi sinh con rồi học cũng sẽ không bận bịu lắm đâu. Nghĩ vậy, lòng Nhi dù chưa thoải mái nhưng vẫn còn chút hy vọng. Thế nhưng đã gần 12 giờ đêm mà Tuấn vẫn chưa về. Nhi cũng không gọi bởi vì sợ anh bận rồi phiền tới chồng. Cô biết dạo này công ty chuẩn bị chuyển đổi dây chuyền sản xuất, mọi người bận cũng đúng thôi. Bố chồng cô quản lý công ty cũng đi về thất thường, cô hôm còn không kịp ăn cơm nữa. Vừa mới nghĩ tới đó, cô thấy chồng gọi điện về. Vợ à, em ngủ đi nhé, hôm nay anh không về đâu. Anh họp xong đưa đối tác đi ăn, bây giờ anh đuối quá rồi, chắc là nghỉ tại công ty thôi. Nhi gật đầu. Vâng, nếu anh uống nhiều rồi thì cứ ở lại đi, lái xe không an toàn nữa. Nếu là ngày thường, chồng không về, Nhi sẽ trống trải lắm, thậm chí là rất khó ngủ. Nhưng hôm nay sau khi tắt máy, cô lại thở phào một cái. Chính Nhi cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình. Nhưng rồi cô nhận ra rằng cô không thấy trống vắng nữa. Bởi vì Tuấn không về, có nghĩa là cô sẽ thoát khỏi cái nghĩa vụ tối nay. Từ bao giờ những cử chỉ âu yếm gần gũi của chồng lại khiến Nhi lo lắng như vậy? Nhưng rồi cô gạt đi, chuẩn bị đi ngủ để sáng mai đi làm sớm. Nhi đang chằn trọc thì lại thấy điện thoại báo tin nhắn, vẫn là Tuấn. Sáng mai em đưa giúp anh tập tài liệu anh đánh dấu X để trên bàn làm việc nhé. Nó quan trọng lắm đấy. Anh sẽ có cuộc họp vào lúc 9 giờ sáng. Em đến công ty sớm một chút, đưa lại phòng quản đốc cho anh nha. Nhi nhắn lại cho chồng yên tâm rồi mới ngủ. Cô cũng không hiểu sao chồng cô chỉ là quản đốc mà khi thay đổi dây chuyền sản xuất lại bận rộn như vậy. Nhưng thôi, việc của mình thì mình làm, biết sao. Sáng hôm sau, Nhi đến sớm hơn thường lệ. Cô cất xe rồi cầm tập tài liệu ra sẵn, chỉnh đốn trang phục một chút và đi lại phòng quản đốc. Vì chưa đến giờ làm việc nên không ai nghĩ cô là công nhân lò gạch, không còn bận bộ đồ lao động dày cộp, không bịt kín mặt. Nhi trở về với vẻ xinh xắn thường ngày. Làn da của cô nhờ được giữ gìn nên vẫn rất trắng trẻo. Đưa tay định gõ cửa phòng quản đốc, trên môi đã nở sẵn nụ cười, thì Nhi thấy cánh cửa phòng bật mở. Người bước ra là anh Thư, kế toán của công ty. Thấy Nhi, Thư hơi giật mình rồi quay ngay lại vẻ ban đầu. Ơ Nhi à, em đến gặp anh Tuấn hả? Sao không gõ cửa? Nhi cũng vui vẻ cúi chào. Vâng chị Thư, em đang định gõ cửa thì vừa hay chị bước ra đấy ạ. Nhi để ý thấy vết son trên môi chị Thư lem ra một chút, tay chị ấy còn đang sửa lại chiếc áo sơ mi hơi sộc sạch. Chị Thư là người luôn chỉnh chu trang phục trước mặt mọi người, sao hôm nay lại có vẻ ngoài thế này chứ? Nhìn thấy ánh mắt của Nhi, chị ấy cười. Em vào đưa tài liệu cho chồng hả? Tiếng chồng được chị ấy kéo dài ra một cách giễu cợt. Nhi vẫn vui vẻ cười, trong đầu xẹt qua một vài suy nghĩ về tình yêu nơi công sở. Dạ, phiền chị tránh sang một bên cho em vào ạ. Chị Thư lúc này mới thấy mình đang đứng chắn ngang lối vào nên cười trừ. Ô chị xin lỗi, lâu ngày không gặp em nên chị quên mất, em vào đi. Rồi Thư quay mặt vào trong lên tiếng. Anh Tuấn ơi, vợ của anh tới này. Nói rồi Sư đứng sang một bên cho Nhi bước vào. Cô thấy chồng đang sắp xếp lại bàn làm việc. Thấy Nhi, Tuấn ngẩng đầu lên. Em đến rồi à? Nhi nhanh chân bước lại gần bàn, đặt tập tài liệu lên rồi nói. Cái này có phải không chồng? Tuấn liếc mắt sang tập tài liệu. Đúng rồi, giờ em quay xuống lò gạch luôn à? Nhi gật đầu. Dạ. Anh Thư vẫn chưa về phòng mà đứng nán lại đó. Cô ta xem xét, ngó nghiêng tập tài liệu rồi cười. Công nhân lò gạch mà cầm tài liệu vẫn sạch sẽ nhỉ? Chị tưởng là phải dính chút bùn cơ. Nhi nhoẻn cười. Cô nhìn ra rõ ý tứ mỉa mai trong câu chữ của chị ấy. Vì chưa đến giờ làm việc chị ạ, à, nhưng có lấm bùn thì vẫn là bùn sạch. Không có những lớp bùn đất ấy thì công ty này hoạt động sao được hả chị? Rồi cô quay sang chồng.
Em đi làm việc nhé, em nhiều việc lắm. Nhận được cái gật đầu và nụ cười của Tuấn, Nhi quay lưng bước về phía cửa, không quên chào chị Thư. Cô đi rồi, Tuấn nhíu mày nhìn Thư. Em không có việc gì làm hay sao mà đi gây sự với Nhi thế? Thư bước lại gần Tuấn, đặt lên ngực tay của anh ta. Sót vợ sao? Tuấn thở hắt ra, đưa tay gạt tay của Thư. Thôi, gần đến giờ làm việc rồi đấy. Không phải là anh sót, nhưng em phải hiểu chỗ đứng của mình. Kín đáo một chút đi. Thư ngồi hẳn lên đùi của Tuấn, choảng tay ôm lấy cổ của anh. Nhưng người ta không chịu được cái ánh mắt của anh nhìn con bé công nhân đó. Nó làm sao mà thơm tho bằng em được? Tuấn thơm chụt vào cổ của Thư. Được rồi, nhưng trên thực tế Nhi vẫn là vợ của anh. Em nên biết thân biết phận nếu muốn cùng anh lâu dài. Thư nũng nịu Tuấn. Sao người anh lấy không phải là em? Em có công việc tốt hơn nó, xinh đẹp hơn nó, làm tình cũng... Tuấn đưa ngón trỏ đặt lên môi của Thư. Cái miệng hư này, nói ít thôi. Anh Tài hay đến công ty sớm lắm đấy. Anh ấy là anh trai của anh. Nếu anh Tài bắt gặp chúng ta thì em biết hậu quả rồi đấy. Anh nhắc lại, Nhi là vợ của anh. Anh cũng không hiểu vì sao anh lấy cô ấy. Nhưng em đừng kiếm chuyện với Nhi. Để anh còn có chỗ mà thăng tiến. Anh lên được thì em mới có cơ hội. Đừng làm bung bét ra thì chẳng có hay ho gì đâu. Thư vẫn ngồi trên đùi của Tuấn. Em biết rồi, anh giỏi thế này, kiểu gì chức giám đốc thay thế bố cũng là anh. Tuấn ôm ngang eo Thư, vùi mặt vào ngực cô ta. Giám đốc hay là phó giám đốc đều được, miễn là không còn làm quản đốc nữa. Chắc chắn vậy, vì còn có anh Tài, anh ấy còn giỏi hơn cả anh. Thế nên em đừng có đứng núi này trông núi nọ. Thư tay vẫn xoa ngực của Tuấn, khóe môi của Tuấn giật giật. Anh ta nuốt khan ngụm nước bọt, rồi bế thốc Thư lên bàn. Em đúng là hư quá đấy. Tối qua cả đêm chưa mệt hay sao mà sáng ra đã kiếm chuyện với anh. Cho chừa cái tội kêu con nhỏ đó vào phòng riêng. Ai biết hai người làm gì trong này nếu ban nãy không có em chứ. Giờ em khóa cửa rồi, không lo nữa. Thôi em về phòng đi, đến giờ làm việc rồi đấy. Anh Tài sắp qua rồi. Thư ôm ngang hông của Tuấn. Người ta biết rồi, tối nay... Tuấn quay lại sửa cổ áo cho Thư. Tối nay anh về bàn với bố một số việc, em đừng như thế được không? Thư hôn lên môi của Tuấn. Được rồi, tối qua cũng mệt rồi, hôm sau nhớ bù cho em đấy. Tuấn day day mũi của Thư. Hư lắm. Thư cười giả lả. Chỉ hư với mỗi anh thôi. Nói xong, cô ta nhặt mấy giấy tờ vung vãi trên sàn, chỉnh đốn váy áo, rồi ngúng nguẩy mở cửa đi về phòng làm việc. Tối hôm đó Tuấn về sớm hơn thường lệ, ăn cơm với gia đình. Nhà có hai anh con trai, nhưng anh Tài được bố mẹ cho một mảnh đất rất rộng và đã xây một biệt thự đẹp đẽ. Thế nên vợ chồng Nhi ở với bố mẹ chồng. Sau khi ăn cơm tối, cô thấy ông Sáng gọi Tuấn vào phòng làm việc, chắc là bàn luận gì đấy. Nhi dọn dẹp bát đũa cùng mấy người giúp việc, rồi về phòng tranh thủ lấy sách vở lớp 12 xem lại. Tuấn vào phòng khá muộn, khuôn mặt hơi căng thẳng. Nằm phịch xuống giường, anh ta không quay sang ôm Nhi, cũng không đòi hỏi như mọi khi. Nhi tò mò. Anh ơi, công việc vẫn ổn chứ? Sao em thấy anh mệt mỏi quá vậy? Tuấn thở dài. Anh nói em cũng không hiểu đâu. Nhìn chung để nhập dây chuyền sản xuất mới thì cần rất nhiều vốn. Công ty đang nỗ lực nên giai đoạn này anh rất bận. Dù anh chỉ là quản đốc, nhưng đây lại là công ty gia đình nên trách nhiệm là của chung. Nhi hiểu chứ, bởi vì cô đâu thuộc dạng kém hiểu biết. Dù chưa học đại học, nhưng những vấn đề trong kinh doanh và công nghệ cô biết không ít nhờ việc đọc sách. Chỉ là cô chưa có bằng cấp nên chấp nhận làm công nhân thôi. Nhi vẫn tìm tòi và yêu thích những cuốn sách kinh doanh và công nghệ thông tin. Cô vẫn nuôi hy vọng một ngày được học đại học và giúp đỡ cho công việc nhà chồng. Cô đặt tay lên tay của Tuấn. Anh đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe. Em tin là công ty nhà mình sẽ xoay sở được. Vì cho đến lúc này, công ty của gia đình ta vẫn lớn nhất thành phố F mà. Tuấn cười. Em đúng là phụ nữ, tầm nhìn chỉ đến vậy thôi. Công ty TT của chúng ta có đứng đầu thành phố F thì so với nhiều nơi khác cũng chưa là cái gì trong cái đất nước Việt Nam này, rồi châu Á này, vươn ra thế giới này. Ta đã là gì đâu em. Thế nên anh mới nói,
Phụ nữ học hành ít thôi, cứ thật đẹp, nội trợ giỏi và làm tình giỏi là được. Nhi bắt đầu khó chịu với giọng điệu cợt nhà của chồng. Cô không nghĩ một người nhẹ nhàng, biết quan tâm như Tuấn lại có ngày nói những câu khinh miệt phụ nữ như vậy. Anh nói vậy chẳng phải là anh vơ vẹ mình vào đó hay sao? Trong khi đó, nếu không có hậu thuẫn từ nhà ngoại thì công ty TT làm gì có được ngày hôm nay. Nhi vẫn nhỏ nhẹ. Anh, sao anh nói ra những lời như vậy chứ? Đành rằng là em chưa học đại học, nhưng mà tri thức của em cũng không đến nỗi thua kém quá nhiều. Anh coi thường phụ nữ như vậy thì chắc không muốn nhìn mặt mẹ nữa nhỉ? Em chẳng qua là chưa có học đại học, chưa có bằng cấp, nhưng không có nghĩa là em không có kiến thức. Tuấn lướt sang cô. Không học sao có được kiến thức? Vớ vẩn. Nhi khẽ thở dài. Kiến thức đâu phải cứ đến từ giảng đường mới có. Ta có thể đọc sách, ta học ở trên nhiều phương tiện khác. Tuy nhiên em vẫn muốn đến giảng đường, bởi đó còn được học trực tiếp với các thầy cô giáo, dạy một cách bài bản hơn. Tuấn hơi gắt lên. Em bỏ cái ý định đó đi. Việc học bây giờ gác lại đã, lo sinh con đi. Nghĩ tới cảnh tối qua Tuấn cứ lao vào mình, Nhi im lặng. Nhưng hôm nay chồng Nhi không làm như vậy. Anh ta gác tay lên trán suy nghĩ một lát, trằn trọc một lát rồi ngủ. Nhi cũng làm việc cả ngày mệt nhọc nên ngủ rất ngon. Mấy tuần sau đó, Tuấn không nhắc đến chuyện sinh con. Nhi anh ta và cả ông Tráng đều đi sớm về khuya. Tuấn còn đi qua đêm nhiều hôm nữa, mỗi tuần chỉ ít cũng hai lần như vậy. Nhi cảm thấy có điều gì đó bất ổn, dù công việc ở lò gạch vẫn bình thường. Nhưng cô cũng như những công nhân khác, chỉ làm đúng bổn phận mà thôi, đâu biết gì tới việc của các cấp lãnh đạo. Và một đêm, thấy Tuấn mệt mỏi trở về, nhìn mà thương, cô cất cặp cho chồng rồi nói. Anh ăn chưa ạ? Vì lúc này đã 9 giờ tối, lại thấy chồng mình quần áo xộc xệch, lâu nay dâu còn không thèm cạo. Vẻ bệnh bao của Tuấn chỉ qua mấy tuần mà sút kém hẳn. Anh nhìn cô. Anh ăn rồi, nghỉ đi. Tuấn nói xong thì đi vào phòng tắm. Nhi chờ anh ra, thấy Tuấn ngồi trên giường nhưng chưa ngủ mà lại xách laptop làm việc. Cô hỏi nhỏ. Chồng à, công việc có ổn không mà sao em thấy dạo này anh mệt mỏi thế? Tuấn thở dài. Công ty không xoay đủ vốn để mua dây chuyền sản xuất mới, hôm nào cũng họp hành, xoay không ra là cứ trách cứ lẫn nhau. Nhi ngạc nhiên. Theo em biết thì công ty mình mấy năm nay có rất nhiều hợp đồng, bọn em là công nhân mà không hết việc. Trong khi đó công ty cũng đâu phải là có việc gì dùng đến quá nhiều vốn, sao bây giờ lại không đủ nhỉ? Tuấn nhăn mặt. Không đủ là không đủ, bọn em là công nhân thì chỉ biết làm gạch, chứ những việc này làm sao mà hiểu. Bao nhiêu cái bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ mà còn chưa tìm ra hướng giải quyết, huống hồ là những người không bằng cấp gì như em. Chưa bao giờ Nhi cảm thấy tủi thân như vậy từ khi cưới Tuấn. Cũng chưa bao giờ cô thấy quyết định lấy chồng khi sự nghiệp học hành sang dở lại sai lầm đến thế. Tuấn nói đâu có sai, một người chưa được học hành đến nơi đến chốn, chưa hiểu biết gì về quản lý doanh nghiệp, sao mà dám đưa ra ý kiến. Nhưng cái cảm giác mình hoàn toàn có thể làm một điều gì đó mà lại không được thực hiện, nó rất khó chịu. Thế nên dù biết chồng đang mệt mỏi căng thẳng, Nhi vẫn nói. Anh à, em biết là anh đang lo lắng chuyện công ty, nhưng không có nghĩa là anh trách cứ em như vậy. Em cũng hiểu biết, chỉ là em chưa học hành trọn vẹn thôi. Nếu em học xong xuôi, em sẽ góp phần giúp đỡ cho công ty của nhà mình. Tuấn cau mày khó chịu. Bây giờ đây, đến tiền lương trả cho công nhân các em sắp tới, khéo cũng chả có. Nói gì tới việc đưa tiền cho em học với trả hành. Mà anh thấy em lạ thật đấy, phụ nữ học làm gì mà lắm. Nhi lắc đầu. Anh nói vậy là sai. Anh thấy trong công ty của mình, từ kế toán đến chủ tịch công đoàn, chẳng phải là đều là phụ nữ đó thôi. Em học để có bằng cấp, xin việc cũng dễ hơn, có tương lai hơn, chứ không lẽ cứ làm công nhân suốt đời à? Những lúc công ty gặp khó khăn, em cũng có thể góp công sức của mình chứ anh. Và lại em có bắt anh nuôi em học đâu. Em đã tích cóp bao nhiêu nay, nếu vào trường học tiếp em sẽ tìm việc ngoài để làm thêm, bởi vì khi đi học em sẽ không đến lò gạch làm được nữa. Tuấn nhếch môi. Em tính toán xa quá đấy. Em tưởng dễ dàng như vậy sao? Anh học đại học rồi thạc sĩ, lúc đầu anh cũng nghĩ đơn giản như em, anh sẽ đi làm thêm phụ bố mẹ, thực hiện ước mơ thành người tài. Dù nhà anh không thiếu thốn nhưng anh cũng muốn tự lập. Nhưng cuối cùng thì tiền bố mẹ gửi
cộng với cả anh làm thêm cũng chẳng đủ cho anh tiêu. Sau đó làm thêm cực quá, anh nghỉ luôn. Nhi vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với chồng. Canh là đàn ông nên nhiều khi không kiên trì đó thôi. Phụ nữ bọn em đã quyết là sẽ làm được. Dĩ nhiên là sẽ có người này người kia, nhưng em tin là mình làm được. Khi đứng trước nhu cầu học tập, em sẽ tự nghiêm khắc với bản thân để quyết tâm theo đuổi. Tuấn cười mỉa mai. Công ty đang bao việc, em đừng có nhân tiện mà đá sang mấy cái vụ học hành vớ vẩn ấy. Em đã quyết tâm cao như vậy thì còn lấy anh làm cái gì? Sao lúc đó không khăng khăng học rồi mới lấy chồng đi? Để anh chờ, xem như là thử thách tình yêu. Chả phải em thấy cái nhà này ngon, nghĩ rằng bố mẹ sẽ nuôi em ăn học đại học, gia đình em chẳng cần đụng tay vào, khỏe re. Thế nên em mới lấy anh có phải không? Đến lúc này, vành mắt của Nhi đã đỏ hoe, tủi cực, nhục nhã, bực bội, tất cả đan xen trong cô. Nhi nói, Hoàng Tuấn, sao thay đổi nhanh như vậy? Em đến với anh bằng tình yêu đầu đời, giờ em mới thấy là mình dại. Nghe theo anh, tin theo anh, cuối cùng học cũng khó khăn, lại còn bị anh xỉa xó là tham của giàu, nên mới cưới anh để lợi dụng. Em đi làm để có tiền học, đâu có nhờ đến ai đâu. Tuấn liếc nhìn Nhi. Thôi, em không cần phải giải thích dài dòng. Mấy đứa con gái ưa nhìn, bước vào quãng đời sinh viên, cũng có nghĩa là bước vào đời làm gái, nếu muốn kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Anh lạ gì mấy đường dây đó nữa. Báo chí nói dần dần, một cái màng mỏng vá đi vá lại, đúng không? Nhi đưa ánh mắt giận dữ nhìn Tuấn. Đúng là cô không nhận ra chồng mình nữa. Từ một người tinh tế, nhã nhặn, biết quan tâm, bây giờ Tuấn hoàn toàn đổi khác. Anh nói ra những lời ghê tởm, diễn đạt những ý nghĩ điên rồ bằng một lối ăn nói chợ búa. Cô thở hắt ra một tiếng rồi nói, hóa ra đây mới là con người thật của anh. Thôi, anh đang mệt mỏi, căng thẳng, em không chấp nhận làm gì. Nhưng em nhắc cho anh nhớ, em chưa bao giờ đến với anh vì tiền. Thế nên dù nhà em có nghèo, nhưng em vẫn muốn anh tôn trọng em và gia đình em. Bởi vì bên nhà em cũng chưa nhờ vả phiền hà gì đến anh cả. Anh làm gì thì anh làm đi, nhớ đừng thức khuya kẻo ốm ra. Em ngủ đây. Cô nói xong thì nằm xuống, quay lưng lại với Tuấn. Anh ta thấy thái độ của Nhi thì hằn học. Có cái thứ vợ gì mà nằm ngủ quay lưng lại với chồng, xem chồng không ra gì. Em chán tôi rồi phải không? Nhi không chán, chính vì vẫn còn tình cảm với con người ấy nên cô mới cảm thấy đau đớn và thất vọng. Anh không chỉ áp đặt cô, ép buộc cô theo mình, mà còn nói năng rất khó nghe. Tuấn hôm nay là một người hoàn toàn khác với anh chàng mà cô đã dành tình yêu đầu đời. Nhi im lặng trước những lời của Tuấn, giọt nước mắt khẽ lăn ra gối, cô vội lau đi. Đang định nhắm mắt lại, giả vờ như ngủ, thì cô nghe thấy tiếng của Tuấn đặt laptop xuống tủ đầu giường. Anh ta không dậy mà bất chợt lật ngửa Nhi ra. Một tay Tuấn đặt trên phía đỉnh đầu cô, một tay ôm trọn cô. Không nói năng gì, Tuấn cúi xuống nuốt trọn cánh môi của Nhi. Vì bất ngờ, Nhi thực sự không hứng thú gì cả, nhất là sau màn đấu khẩu vừa rồi. Cô khẽ đẩy Tuấn ra nhíu mày. Anh sao thế? Bình thường anh vẫn nói với em một câu cơ mà. Hôm nay em rất mệt. Tuấn nhăn nhó. Chán chồng rồi à? Chắc là muốn biến thành gái trinh, đùa giỡn với mấy gã lắm bạc, vừa tạo cảm giác mới lạ, lại vừa có tiền đi học phải không? Không kiềm chế được nữa, Nhi đưa tay lên tát vào mặt của Tuấn. Tuấn, sao anh lại thế này hả Tuấn? Sao anh nói ra những câu như thế? Anh đem chuyện ở đâu về áp đặt cho vợ anh? Chứ đây anh có thế này đâu. Anh đã không cho vợ đi học thì dằn vặt những việc đó làm gì nữa? Nhi vừa nói vừa khóc. Cô không tin người đang nằm trên thân mình lại chính là người cô đã yêu, đã lấy làm chồng. Sau một giây bất ngờ trước hành động của Nhi, Tuấn trợn mắt. Cô dám đánh tôi hả? Không từ bỏ ý định, Tuấn giật phăng hàng cúc áo của Nhi. Như một con mãnh thú, Tuấn lao vào Nhi. Anh ta vừa thở vừa nói. Trước khi để gã khác chơi thì tôi phải chơi cô cho đã. Nhi cảm thấy vừa uất ức lại vừa bất lực. Hai hàng nước mắt trào ra trước hành động thú tính của người chồng mà cô từng yêu thương. Hai hàm răng nghiến chặt. Cô cảm giác sự bắt buộc này là từ một gã điên loạn biến thái khiến cô phải chịu đựng, chứ không phải là một Hoàng Tuấn mà cô thương yêu. Sau khi xong việc, Nhi lê tấm thân vào nhà tắm. Cô xả nước để kỳ cọ cơ thể như xóa đi cái dấu vết nhơ nhớp vừa rồi.
Cô ngồi dưới vòi hoa sen, ôm mặt khóc nức nở. Chưa đầy một năm làm dâu, làm vợ, vậy mà những viễn cảnh về cuộc hôn nhân đẹp như mơ đã dần dần tựa bong bóng xà phòng, tan ra trước mặt của Nhi. Trong tiếng nước chảy của vòi sen, ánh mắt cô đanh lại. Ngô Tuệ Nhi à, mày không thể chấp nhận số phận như thế này, không thể chôn vùi thanh xuân của mình một cách uổng phí. Một là cảm hóa Hoàng Tuấn để gìn giữ hạnh phúc vốn có, hai là tự giải thoát. Nhi bước ra từ nhà tắm với lấy máy sấy tóc để làm khô tóc. Tuấn rời mắt khỏi màn hình máy tính, thấy Nhi đang sấy tóc thì liền nhếch môi. Làm tình với chồng mà kỵ cỏ kỹ thế hả? Nhi không thèm nhìn anh ta, cũng chẳng nói năng gì. Tuấn tiếp lời. Kể ra nhìn em thế này là thấy quyến rũ đấy. Giờ mà lột đồ em ra thêm một lần nữa cũng thú vị phết. Nhi đưa ánh mắt giận dữ nhìn Tuấn, rồi cô thở dài. Hoàng Tuấn, tôi không hiểu là anh bị gì. Lúc thì anh đay nghiến tôi, giày vò tôi, khi thì lại bảo tôi thú vị. Nhãn quan của anh có vấn đề à? Tuấn trợn mắt. Cô ăn nói với chồng cô thế hả? Cô nên nhớ tôi vẫn đang là chồng cô đấy. Nhi tắt máy sấy, đi lại phía giường. Anh bị hoang tưởng à? Tôi có bảo là anh không phải là chồng của tôi đâu. Tôi thấy con người anh ngày càng không bình thường. Anh áp đặt tôi, hành hạ tinh thần của tôi để làm gì? Tôi biết anh mệt mỏi, nhưng có giải quyết được gì đâu. Khanh nói không ra vấn đề với tôi. Bỗng Nhi thấy Tuấn im lặng, đôi mắt của anh ta ngước lên trần nhà một cách chán nản, rồi lại nhắm lại ngẫm nghĩ. Miệng Tuấn lẩm bẩm, ngủ đi, muộn rồi đấy. Nhi nằm xuống giường, vẫn quay lưng về phía Tuấn. Anh ta bỗng thở dài. Nhi, anh xin lỗi, dạo này anh căng thẳng quá. Nhi ngạc nhiên, anh ta đang xin lỗi cô sao? Mới cách đây 2 phút anh ta còn chỉ trích cô cơ mà. Nhưng cũng có thể chính sự thờ ơ của Nhi khiến anh ta phải suy nghĩ lại chăng. Cô vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của lời xin lỗi đó. Nhưng cái kiểu cư xử thất thường của Tuấn mấy tuần nay khiến cô không dám tin vào sự hối cải. Bản năng của người phụ nữ khiến cô cảm thấy bất ổn. Dù lúc này cô không cần quay lại nhìn chồng. Thấy Nhi im lặng, Tuấn cũng cất laptop và nằm xuống cạnh cô. Nhi vẫn nằm yên như vậy. Cô thấy Tuấn choàng tay ôm lấy mình thì vội hất tay Tuấn ra. Nhưng ta lại cứ cố ôm ghì lấy cô. Phụ nữ cũng lạ, nhiều khi dễ mủi lòng. Giận thật đấy, bực bội thật đấy, nhưng vài ba câu nói nhẹ nhàng lại nhũn ra ngay. Thế nhưng bản tính của Nhi thẳng thắn, cô không thuộc dạng người nhỏ nhặt hay chấp vặt. Nhưng những lời Tuấn nói ra ban nãy vẫn văng vẳng bên tai, khiến Nhi chưa thể nhận ra cái cử chỉ làm hòa của Tuấn. Cô vẫn nằm im, Tuấn kéo cô lại xích gần anh ta hơn, thì thầm. Thôi em đừng giận nữa, anh sai rồi, anh mệt mỏi quá nên ăn nói lung tung. Nhi thở hắt ra. Anh ngủ trước đi, thức khuya không tốt đâu. Có chuyện gì khi nào thấy tâm trạng ổn rồi mình nói. Tuấn thơm lên tóc của Nhi. Không giận thì quay lại đây. Nhi vẫn giọng nhỏ nhẹ. Hôm nay em đẩy gạch nhiều nên đau lưng, em nằm thế này một chút cho khỏe. Tuấn vẫn ôm Nhi từ sau lưng, cứ nằm thế mà ngủ. Nhi cũng quá mệt nên ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, dưới khu vực sản xuất gạch, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Công nhân vẫn làm những công việc quen thuộc. Chiều hôm đó, Nhi vừa về đến cổng nhà, bỗng cô nhìn thấy mấy gã băm trợn đứng khoanh tay trước nhà. Nhi xuống xe. Các anh hỏi ai ạ? Một trong số đó bước lại gần Nhi, nhìn cô từ đầu đến chân rồi hỏi. Cô là vợ của Tuấn phải không? Bỗng nhiên Nhi thấy có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô nhíu mày suy nghĩ. Bọn này là ai mà trông gớm ghiếc thế nhỉ? Họ tìm Tuấn làm gì? Nhi gật đầu. Vâng, các anh tìm chồng tôi có chuyện gì không ạ? Sao các anh không vào nhà? Một gã cao to trong bọn họ nhếch môi. Tụi này đang chờ chồng em về. Nhi bước hẳn xuống vẫn giọng lịch sự. Các anh tìm chồng tôi về việc của công ty hay là chuyện riêng ạ? Nếu là việc của công ty thì tới chỗ phòng của anh Tuấn ở TT sẽ gặp đấy. Gã băm trợn mỉa mai. Tôi đâu có để bọn anh gặp hả em? Bọn anh mà gặp được nó ở công ty TT đã không cất công tới đây làm gì. Giờ ông chủ của bọn anh đang ở trong nhà nói chuyện với bố chồng em đấy. Nhi gật gật đầu thấu hiểu rồi nói. Anh Tuấn chưa về sao? Gã kia lắc đầu. Chưa,
nhưng nó sẽ phải về. Nghĩ mình đứng đấy cũng chẳng giải quyết được gì, nên Nhi chào đám người đó rồi dắt xe vào trong ngôi nhà bể thế. Vừa tới phòng khách, cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen. Trông ông ta không giống như những người ở ngoài kia, vẻ mặt cực kỳ bình thản nhưng toát lên một thứ quyền uy. Anh ta ngồi vắt chéo chân, ngả người ra ghế sofa đối diện với bố chồng của cô. Nhi lịch sự cúi chào. Con chào bố, chào anh ạ. Ông Sáng hắng giọng. Nhi về rồi đấy à? Cô khẽ giả rồi nhìn sang người đàn ông đối diện. Anh ta đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô, rồi đôi mắt tinh anh nheo nheo lại. Cô là vợ Hoàng Tuấn sao? Nhi gật đầu. Vâng ạ. Người mặc đồ đen mỉm cười một cách ẩn ý. Có vợ xinh thế này, trông cũng ngoan hiền, thế mà lại bài bạc gái gú, đúng là phí đời. Nhi ngạc nhiên. Anh nói sao cơ? Chắc là anh nhầm chồng tôi với ai khác chứ. Anh Tuấn nhà tôi chỉ tham công tiếc việc, chứ đâu có chơi bời những thứ ấy. Người đàn ông bật cười, tiếng cười rất nhẹ, không phải kiểu man dợ như những kẻ lưu manh. Cô không biết cũng phải thôi. Công nhân lò gạch suốt ngày tất bật với đất bùn, nào biết chồng cô làm cái gì. Xem ra cô không hiểu Tuấn bằng Thư. Nhi nhíu mày. Thư? Anh nói Thư nào? Anh ta thong thả nói. Anh Thư, kế toán của công ty và cũng là bồ nhí của chồng cô đấy. Cô đừng nói là cái chuyện tất cả mọi người đều biết mà cô lại không biết nhé. Hình ảnh anh Thư bước ra khỏi phòng Tuấn với vết son lem, áo sơ mi sộc sịch bỗng xẹt qua trong tâm trí của Nhi. Lúc ấy cô có nghĩ đến chuyện tình công sở, nhưng cô vẫn chọn cách tin Tuấn. Tuy nhiên, những thay đổi trong thái độ của Tuấn lâu nay lại khiến cô thấy niềm tin mình đặt sai chỗ. Những lần qua đêm, những cử chỉ khinh thường vợ, tất cả chẳng lẽ... Vừa lúc đó, bà Dương Tâm bước ra, trông mặt mẹ chồng cô rất mệt mỏi. Đó là điều Nhi không muốn chút nào, bởi vì mẹ là người tốt với cô nhất trong cái nhà này. Mẹ! Bà Tâm ngồi xuống cạnh ông Sáng, bà gật đầu. Không sao, mẹ ổn. Ông Sáng nhìn sang vợ. Thôi, em vào phòng nghỉ đi. Chuyện này chờ thằng Tuấn nó về sẽ giải quyết. Anh gọi rồi, nó phải về thôi. Bà Tâm nhìn sang chồng. Từ bao giờ việc trong nhà mà em lại không được tham gia như vậy? Hoàng Tuấn là con của em, dĩ nhiên em phải biết nó gây ra chuyện gì chứ. Ông Sáng nhăn mặt lại. Thì đấy, em bảo nó út ít, chiều cho lắm vào. Bây giờ nó bài bạc, nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con. Không có tiền trả lãi, trốn chu trốn lủi, hôm nào cũng tận khuya mới về, rồi rượu chè be bét. Đã vậy, nó còn cấu kết với kế toán công ty biển thủ công quỹ. Đáng lẽ việc nhập dây chuyền sản xuất mới cho công nhân đỡ cực khổ, lại tăng năng suất. Chuyện đó đúng ra rất đơn giản với TT. Vậy mà bây giờ không đủ vốn để nhập trang thiết bị vì thằng con quý hóa của em đấy. Nếu mà nó được nửa thằng tài, anh đã nở mày nở mặt. Không phải đau đầu như thế này đâu. Bà Tâm mở to mắt nhìn chồng, nhưng không tin vào những gì mình vừa nghe. Cái gì? Cờ bạc, tham ô. Thằng Tuấn dám làm như vậy với công ty của chính gia đình mình sao? Ông Sáng dằn mạnh từng tiếng. Khi đã bị tiền bạc và đàn bà làm mờ mắt thì có gì mà nó không dám chứ. Mẹ của Tuấn vịn vào thành ghế, còn Nhi cứ đứng như trời trồng. Những gì bố chồng nói cô nghe không sót một chữ. Hóa ra lâu nay Tuấn mệt mỏi không chỉ vì công ty mà còn do bị bọn chủ nợ thúc ép. Cô không tin Tuấn lại lao vào bài bạc gái gú như thế. Đến bố chồng cô còn khẳng định thì sai làm sao được. Những lời bố chồng nói như nhát dao cứa vào tim của Nhi. Cô còn chưa biết nói gì thì Tuấn bước vào. Con chào bố mẹ. Người đàn ông áo đen nhếch miệng. Tuấn, cậu chịu xuất hiện rồi sao? Gặp cậu khó thật đấy. Nhi quay nhìn chồng. Trông anh ta lúc này thật là thảm hại. Một Hoàng Tuấn bảnh bao, tài tử. Một Hoàng Tuấn ăn nói dõng dạc biến đâu mất. Thay vào đó là một vẻ mặt rất khó coi, là vẻ mặt của một kẻ trốn chạy bị phát hiện. Ánh mắt khẩn cầu của Tuấn nhìn người đàn ông trước mặt. Anh Sáu. Người kia vẫn giữ vẻ nhàn nhã của mình, thoải mái ngả người ra ghế. Cậu định khi nào trả tiền đây? Tuấn bỗng quỳ xuống sàn nhà. Anh Sáu, em thất hứa, xin anh tha tội. Em hứa là... Người được gọi là anh Sáu ngắt lời của Tuấn. Không hứa nữa,
Với tôi chỉ được hứa một lần thôi, cậu biết rồi đấy. Người dân thành phố e chúng tôi rất là thẳng thắn, nói là làm. Nãy giờ chờ cậu cả tiếng đồng hồ, tôi vẫn cư xử rất lịch sự. Người của tôi ngoài kia không hề có một động thái nào chưa chuẩn mực. Cậu có tiền đánh bạc, đưa cả bộ nhí sang Campuchia chơi bời, vào casino hò hét này nọ. Con Thư bây giờ cũng không dám ló cái mặt, tự nhốt mình trong nhà. Nhưng tội của nó là biển thủ công quỹ thì có pháp luật trừng trị. Còn giấy nợ này là cậu ký thì cậu phải trả. Tôi cho cậu thêm thời gian 3 ngày, cậu không cần hứa. Sau 3 ngày nữa, nếu cậu không trả, thì có chui xuống đất tôi cũng moi cậu lên được đấy. Người đàn ông ấy nói rất nhẹ nhàng, nhưng khiến Tuấn run rẩy, mặt tái mét, cắt không còn giọt máu, cúi đầu chẳng nói năng gì. Người áo đen đứng dậy nhìn Tuấn quỳ dưới đất. Nói nghe rõ chưa? Chịu chơi được ấy, thì phải chịu phạt được. Tuấn gật đầu. Dạ cảm ơn anh Sáu. Người đó đi lướt qua Tuấn rồi nhìn sang bố mẹ anh ta. Giờ tôi về. Nếu 3 ngày nữa con của hai người không trả hết số tiền vay chúng tôi đánh bạc, tôi sẽ không lịch sự thế này nữa đâu. Nó không phải là kẻ duy nhất có những chiêu trò này. Thế nên tốt nhất đừng có trốn tránh, hậu quả không lường trước hết được đâu. Người đó vừa đi khỏi, nhìn bỗng thấy trời đất chao đảo. Cô cố bám vào chiếc ghế cạnh bên, nhưng rồi mọi thứ tối sầm trước mặt. Cô rơi vào trong vô thức. Khi Nhi ngã xuống, người hốt hoảng nhất không phải là Tuấn mà là bà Tâm. Trời ơi, Nhi, con làm sao thế này? Tuấn, xe đâu rồi? Tuấn bật dậy như lò xo, bế Nhi chạy ra xe. Bà Tâm nhanh tay mở cửa sau và ngồi vào. Tuấn đặt Nhi lên đầu gối, lên đùi của mẹ, rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Ngồi trên xe, bà Tâm im như tượng đá, tay gạt gạt mấy sợi tóc của Nhi. Bà nhìn khung cảnh lùi lại sau lưng mà vẫn thấy Tuấn đi quá chậm. Bà thầm cầu xin trời Phật phù hộ cho con dâu ngoan hiền, dù ít tuổi nhưng rất biết điều. Con bé luôn động viên mỗi lúc bà ngồi một mình, tháng nào nhận lương cũng mua thuốc bổ cho bà nữa. Có Nhi thủ thỉ, bà thấy cuộc sống vui vẻ hơn trong căn nhà to lớn ấy. Xe lao tới bệnh viện, Tuấn ôm Nhi vào phòng cấp cứu. Bác sĩ, vợ tôi bị ngất. Chiếc băng ca để Nhi vào trong, mẹ con Tuấn ngồi bên ngoài chờ. Lòng Tuấn rối như tơ vò, mọi chuyện bung bét hết cả. Hai ngày nay Thư không đến công ty, gọi điện thoại không được, đến nhà thì cổng khóa trái. Chính cô ta đã gợi ý cho Tuấn việc biển thủ công quỹ. Giờ khi chủ nợ kêu đến thì Tuấn lãnh đạn một mình. Mọi việc dường như không có lối thoát. Ngồi trên ghế chờ, bà Tâm thở dài nước mắt rưng rưng. Tội nghiệp con bé, chắc là nó bị sốc. Tuấn vào đầu bứt tai. Nhà đang bao việc, sao lại ngất vào lúc này chứ? Bà Tâm quay sang con trai. Con nói cái gì vậy hả Tuấn? Tuệ Nhi là vợ của con. Từ ngày nó về đây, nó chưa làm cái điều gì quá quắt, chưa bao giờ làm mẹ phật lòng. Nó làm việc quần quật dù mang phận dâu nhà giàu, nó chưa bao giờ để bản thân phải nghỉ ngơi. Ban ngày nó đi làm ở lò gạch, chiều về dù có người giúp việc, nó vẫn lo lắng dọn dẹp. Rảnh tay thì lại đưa sách vở ra học. Một người vợ, một người con dâu như vậy mà con còn than phiền điều gì? Đã vậy, con anh Thư kế toán đã qua tay bao nhiêu đàn ông rồi mà con còn dính líu vào mấy nó. Con lao vào nó để làm cái gì? Để bây giờ nợ nần lại còn thiệt hại cho công ty hả? Nghe mẹ nói một sang, Tuấn chỉ biết im lặng. Từ bé tới giờ, chưa bao giờ bà Dương Tâm nói nhiều và nặng lời với Tuấn như vậy. Nhưng lần này, bà không chỉ bực mà còn thấy đau đớn. Hai đứa con, bà yêu thương cả đôi. Nhưng tài giỏi giang hiền lành, mọi thứ tưởng chừng đều suôn sẻ, nên bà vẫn lo lắng cho Tuấn hơn. Khi nghe Tuấn nói lấy cô vợ mới 20 tuổi, bà lo sợ rằng nó chơi bời, làm con người ta có bầu bí rồi cưới. Bà nghĩ tới cảnh con dâu hoạnh hoẹ người giúp việc, đanh đá tiểu thư. Nhưng bà không ngờ nhà bà có phước, vì Nhi không những ngoan hiền mà còn hiểu biết. Bà cứ tưởng vậy là ổn, Nhi sẽ làm thay đổi cả Tuấn. Nhưng không ngờ thằng con trai trời đánh của bà sướng quá hóa rồ, phúc không hưởng, lại đi gây họa. Hoàng Tuấn không dám cãi mẹ. Bản thân Tuấn rất rõ mẹ quan tâm mình và dành một tình yêu thương vô điều kiện cho mình. Thế nên Tuấn rất sợ bà thấy bà Tâm khóc. Từ nhỏ tới lớn, nếu anh ta sai điều gì, ông Sáng luôn nghiêm khắc trừng phạt, nổi cơn thịnh nộ, còn bà Tâm thì không. Bà luôn dạy con theo một cách riêng, giảng giải, kể chuyện, tâm sự, để con tự nhận thức được sai lầm. Vì vậy thẳm sâu trong lòng, Tuấn nể bà Tâm
Và khi bà ấy giày la, Tuấn chỉ im lặng. Đang miên man suy nghĩ, mẹ con Tuấn thấy cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Cô bác sĩ bước ra, bà Tâm và Tuấn lao lại. Bác sĩ. Cô bác sĩ trẻ gật đầu chào hai người rồi nói: Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể, thai nhi được 4 tuần nhưng hình như cô ấy không được bồi dưỡng, lại làm việc quá sức nên kiệt sức thôi. Bà Tâm ngạc nhiên đến mức lắp bắp: Cô nói sao? Con tôi có thai rồi sao? Vị bác sĩ xác nhận: Dạ đúng ạ, cô đang mang thai được 4 tuần, hiện tại chưa có tim thai. Mấy tuần nữa gia đình nên đưa cô ấy đi kiểm tra nhé. Bà Tâm rưng rưng nước mắt. Trời ơi, cảm ơn trời Phật, vậy là nhà họ Nguyễn lại có thêm cháu chắt rồi. Bà cũng nhanh chân theo lời cô y tá hướng dẫn để làm thủ tục cho Nhi, còn Tuấn thì đưa cô về phòng bệnh. Xong xuôi, bà Tâm đến phòng bệnh của Nhi, nhìn cô xanh xao nằm ở trên giường, lòng bà thấy xót xa. Làm ở lò gạch cực quá mà, bây giờ phải nghỉ thôi con ạ. Bà vừa nói vừa vuốt mái tóc của Nhi. Tuấn ngồi cạnh lẩm bẩm: Có bầu không sớm không muộn, lại đúng cái thời điểm gia đình khó khăn, nợ nần chồng chất. Bà Tâm nhìn con trai giọng bực bội: Này, con đang nói kiểu gì đấy? Con cái là lộc trời ban, nó xuất hiện lúc nào là lộc trời cả. Nợ nần là do con, không liên quan đến vợ của con, mà con nói như thế, rõ chưa? Tuấn lại cúi đầu im lặng. Một lát sau Nhi tỉnh dậy, bà Tâm đã cẩn thận nói người giúp việc hầm cháo đưa vào viện cho cô, nên giờ dục Nhi ăn uống đầy đủ. Sáng hôm sau tình hình của cô ổn hơn nên Nhi được ra viện. Bà Tâm làm thủ tục cho cô. Nhi nói: Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bà Tâm cười: Con đang mang thai, phải luôn vui vẻ, không được buồn nghe chưa. Việc gì cũng có cách giải quyết, phải cẩn thận nhé. Từ bây giờ nghỉ công việc ở lò gạch đi, con cái là quan trọng nhất, rõ chưa? Nhi luôn cảm ơn mẹ chồng, người luôn tin tưởng và động viên cô. Nhi có thai, thảo nào dạo gần đây cô cứ thèm ngủ, chẳng muốn ăn uống gì cả. Nhưng con ạ, con xuất hiện lúc này, mẹ không biết thái độ của bố con ra sao khi nhận được tin này. Vì gia đình chúng ta đang rất khó khăn và bố con đang là kẻ phản bội tình yêu của mẹ. Nhưng con yên tâm, dù mọi việc có thế nào thì mẹ vẫn lo cho con, chăm sóc con, nuôi nấng con nên người. Khẽ thở một tiếng nhẹ, Nhi đưa ra quyết định của mình. Dù bây giờ Tuấn đang trong cảnh thảm hại, và dẫu sao đây cũng là con của anh ta, là niềm mong muốn trước đây của anh ta. Quan trọng, đó là con của cô. Nhi không tội tình gì để con phải chịu thiệt thòi cả. Chiều hôm ấy, ông Sáng và Tuấn trở về nhà, thấy Nhi và bà Tâm đang ngồi trò chuyện ở phòng khách. Ông Sáng gật đầu khi thấy Nhi lễ phép chào mình, rồi hỏi cô: Con ổn chưa? Nhi cười khẽ: Dạ con đỡ hơn nhiều rồi ạ. Bà Tâm chờ chồng và con trai ngồi xuống sofa uống nước rồi mới cất lời: Bây giờ Tuệ Nhi đã có thai, là con cháu của dòng họ Nguyễn. Thế nên tôi quyết định Nhi sẽ nghỉ việc ở lò gạch, vì công việc ở đó quá nặng nhọc, đau bổ bí thế này không thể tiếp tục. Nhi quay sang mẹ: Mẹ ơi, con khỏe xe mà mẹ, con sẽ cẩn thận hơn. Mấy tuần vừa rồi con vẫn làm việc bình thường đấy thôi, chứ ở nhà con buồn lắm. Bà Tâm lắc đầu: Không là không, mẹ không phải sợ sĩ diện, mà là vì mẹ lo cho con. Công nhân ở lò gạch cực khổ lắm, con đang mang cháu của mẹ trong bụng, mẹ không thể để con và cháu phải chịu thiệt thòi. Ông Sáng nãy giờ lắng nghe, lúc này mới nhìn sang Tuấn: Tình hình là còn 2 ngày nữa, tụi kia sẽ tới đây đấy, anh tính thế nào rồi? Tuấn thở dài: Anh Tài cho con vay 1 tỷ, từng ấy mới được 1/5 thôi. Tiền của con xoay sở vẫn chưa đủ, con đang định nhờ bố. Ông Sáng ngả người ra ghế: Bao nhiêu tiền đổ vào mua dây chuyền sản xuất mà không đủ? Do mày vì đàn bà mà làm hại công ty đấy. Tuấn day day thái dương: Không lẽ bố thấy con chết mà không cứu? Tụi kia không đơn giản đâu bố. Ông Sáng đập bàn quát: Mày ốm mày đau gì tao còn cứu? Đằng này mày ăn chơi đàn đúm, về bảo tao cứu hả? Ngày trước, từ khi chưa lập gia đình, tao đã nỗ lực xây dựng sự nghiệp, từ một cửa hàng đến một chuỗi hàng buôn bán gạch, rồi đưa ra ý tưởng thành lập công ty. Nhờ cả hai bên nội ngoại hợp sức mới có được thành quả ngày hôm nay. Vậy mà vì một con đàn bà, vì mê cái trò đỏ đen, mày phá tất cả trong vòng một nốt nhạc. Đúng là con hư tại mẹ. Bà Tâm nãy giờ im lặng, thấy chồng đổ lỗi cho mình thì thở hắt ra một tiếng.
Vậy nếu nó thành tài, nó giỏi giang thì là do gen của ông, còn nó hư hỏng là do lỗi của tôi phải không? Ông nên nhớ, nếu không có sự giúp sức của bố mẹ tôi thì không có cái công ty này đâu. Tài và Tuấn đều do tôi sinh ra, nuôi nấng, chăm bẵm. Vậy sao ông không đưa thằng Tài ra để đánh giá tôi đi? Ông Tráng mặt đỏ au giận dữ. Tóm lại, tại ai thì nó cũng hư hỏng rồi. Bây giờ mày làm sao thì làm, trong những lúc thế này tao không thể giúp được con cái ăn học. Giờ nó báo hại bố mẹ. Vấn đề ở đây là cách giải quyết chứ không phải đổ lỗi. Bà Tâm tiếp lời. Cái tờ giấy vay nợ ấy có những thông tin gì? Những người đó đến đây một cách rất bình thản, chứng tỏ là họ nắm rất rõ rằng việc lấy nợ sẽ không có gì khó khăn. Không lấy tiền thì sẽ lấy tài sản. Rồi bà Tâm nhìn sang Tuấn. Còn đã biết những gì ở trong giấy nợ? Tuấn tái mặt, hai tay bấu vào nhau, cúi gằm mặt xuống. Còn... mẹ à, ông bà ngoại vẫn còn đất đai đúng không mẹ? Bà Tâm nghiêm mặt. Con không có tư cách nhắc đến đất đai gì của ông bà ngoại nữa. Ông bà đã giúp chúng ta quá nhiều. Giờ con nói mẹ nghe, con đưa cái gì ra để mà thế chấp? Ông Tráng nói giọng chán nản. Tài sản thì chắc là không có đâu. Bà nói vớ vẩn. Không lẽ nó dám đưa cả tài sản của bố mẹ đi thế chấp sao? Rồi ông nhìn sang Nhi. Hôm qua kiểm tra chắc chắn chưa con? Bác sĩ nói con có thai hả? Nhi gật đầu khẽ giả. Bà Tâm nói. Việc đó rõ rành rành rồi, ông hỏi làm cái gì nữa? Đừng có lôi con bé Nhi vào những rắc rối của thằng Tuấn. Ông Tráng trầm ngâm mấy giây rồi nói. Con có chắc chắn đó là con của thằng Tuấn không? Nhi trố mắt nhìn ông Tráng. Bố, sao bố lại nói như thế ạ? Con là vợ anh Tuấn, đây không phải là con của anh Tuấn thì là con ai hả bố? Ông Tráng thong thả nói. Là bố hỏi thôi, chưa có kết luận gì con đâu, mà con nói chàng giang đại hải ra như thế. Nhi lắc đầu. Bởi vì những gì bố nói ra quá vô lý. Ông Tráng mỉm cười. Con là vợ thằng Tuấn, điều đó không ai có thể chối cãi. Nhưng đứa bé có phải là con của thằng Tuấn hay không thì lại là chuyện khác, có liên quan gì đâu. Nhi không hiểu vì sao bố chồng cô lại nói ra những lời như vậy. Từ ngày về làm dâu, cô chưa có một sai sót gì, mọi cư xử đều đúng mực. Với ông Tráng cô luôn lễ phép, dù ông hơi khó gần, vì ông ít quan tâm đến gia đình, chỉ lo việc công ty. Thế nên Nhi và ông cũng ít trò chuyện. Có phải vì vậy mà ông không hiểu cô chăng? Nhưng dù hiểu hay không, cũng chẳng thể đưa ra những câu hỏi như vậy. Nhi nhỏ nhẹ. Bố, con không hiểu vì sao bố lại hỏi những câu hỏi lạ lùng như vậy. Con chưa làm gì có lỗi với bố mẹ và với cả anh Tuấn. Trong khi anh Tuấn cờ bạc, rượu chè, bổ bị gái gú, bây giờ chủ nợ kéo đến nhà, sao bố không trách đi mà bố lại xỉa sói con là sao? Bà Tâm cũng lên tiếng. Đúng, ông Tráng à, sao ông lại nói những câu vô lý như vậy? Thằng Tuấn nó gái gú, gian díu với hồ ly làm hại công ty. Sao ông không hỏi nó có con sơi con vãi hay không? Riêng tôi chỉ có một đứa con dâu duy nhất là Tuệ Nhi. Chỉ có cháu con Nhi sinh ra mới mang họ Nguyễn và là con của thằng Tuấn. Tuấn nãy giờ im lặng, lúc này anh ta mới lên tiếng giọng chán trường. Mẹ ơi, mẹ ăn rồi ngồi trong nhà, không biết rõ những chuyện bên ngoài đâu ạ. Nhi dù lấy con, ai cũng biết điều đó, nhưng mà vẫn rất nhiều người nhòm ngó Nhi đấy. Bà Tâm trừng mắt nhìn Tuấn. Hoa đẹp thì lắm kẻ ngắm, người xinh thì lắm người yêu, đó là chuyện bình thường. Như anh xem, vấn đề là ở nó. Nó một lòng một dạ với anh thì ai muốn ngắm cũng mặc kệ. Nó quần quật cả ngày lò gạch, làm bạn với bùn đất thì ngoại tình kiểu gì. Chỉ có những kẻ phởn phơ như anh ngồi phòng điều hòa ăn trắng mặc trơn, rảnh rỗi sinh đông nổi thôi. Tuấn nhăn mặt. Mẹ, con mới là con của mẹ đấy. Làm việc ở lò gạch vẫn có thời gian nghỉ ngơi chứ. Cứ gạch vào lò thì được nghỉ một lát, nhất là giờ nghỉ trưa đến cả tiếng đồng hồ. Có gì mà không làm được hả mẹ? Nhi nắm chặt tay. Anh Tuấn, anh có vẻ dành vào những chuyện đó nhỉ? Nếu anh muốn, chờ một thời gian nữa rồi xét nghiệm ADN. Anh bảo mong có con, rằng tôi sinh con xong thì đi học đại học những lời anh từng hứa. Anh nỗ lực để có con. Bây giờ tôi mang thai, anh lại nói đó không phải là con anh là sao? Anh vừa phải thôi chứ. Bà Tâm giọng bực bội. Con không cần phải giải thích đâu Nhi, mẹ tin con. Nhi vẫn khẳng khái.
Nếu bố và anh Tuấn hoài nghi thì chờ bé lớn thêm chút nữa con sẽ làm xét nghiệm ADN. Tuấn nhếch môi. Thời đại này rồi, chỉ cần có tiền thì ADN kiểu gì cũng mua được. Nhi nhìn Tuấn, chính cô cũng không thể tin nổi đây là người mình đã chọn làm chồng. Anh Tuấn, nếu mà đến cái kết quả ADN anh cũng không tin thì anh có thể không thừa nhận đứa con này. Em chỉ cần con của em khỏe mạnh, ngoan ngoãn và chăm lo học hành. Nếu anh không cần đến sự tồn tại của con, em sẽ nuôi con lên người, không sao cả. Tuấn cười mỉa mai. Chưa gì mà em đã nghĩ tới chia tay anh rồi à? Đúng là ông cha ta nói không có sai. Khi giàu sang thì lắm kẻ chạy theo nhận làm quen biết. Chỉ khi nghèo hèn khó khăn mới hiểu được lòng người. Nhi bắt đầu cảm thấy bực bội. Họ không chịu vu oan cho cô mà còn cố tình bêu diếu cô. Để làm gì nhỉ? Không lẽ chỉ để thỏa mãn những ích kỷ của họ? Cô nhìn Tuấn. Anh bị hoang tưởng thật rồi. Tôi có làm gì đâu. Anh không nhận con thì để tôi nuôi. Như vậy là sai sao? Ông Tráng liền giản hòa. Thôi được rồi. Bây giờ Nghi nên tạm nghỉ công việc ở lò gạch đi. Mọi chuyện tính sau. Tuấn cũng không nói năng gì nữa. Ánh mắt của anh ta lúc này thật sự đáng sợ. Vài ngày sau, chiều hôm đó, Nhi đang tưới hoa cùng với mấy bác làm vườn. Cô ở nhà lúc rỗi rãi lại cùng tham gia việc nhà với mọi người. Đang hít hà mùi thơm của mấy bông hoa, Nhi giật mình bởi tiếng phanh xe ô tô rất sát. Ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy người được gọi là anh Sáu kéo theo mấy gã băm trợn hôm trước. À đúng rồi, hôm nay tới ngày hẹn mà người đàn ông kia nói. Thấy họ sầm sập tiến vào, Nhi nhớ tới câu nói của người đàn ông ấy sẽ không lịch sự nữa đâu. Cô đưa chiếc kéo tỉa lá cho bác làm vườn rồi cũng đi vào nhà. Anh Sáu ngồi chễm chệ, chân gác lên sofa. Mấy người kia đứng xung quanh cứ y như mấy cảnh xã hội đen đi đòi nợ mà Nhi xem xong trong những bộ phim trên tivi. Vừa lúc đó cô lại nghe tiếng phanh xe, và chỉ mấy phút sau Tuấn, Tài cùng ông Tráng nhanh chân bước vào. Khi tất cả đã yên vị, anh Sáu hất hàm hỏi Tuấn. Thế nào chú em, hết hạn rồi? Tuấn cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau. Anh Sáu, đợt này công ty em đang mua dây chuyền sản xuất mới nên em xoay hơi khó khăn, vẫn chưa đủ, mong anh... Anh Sáu lắc đầu vẫn giữ vẻ nhàn nhã, không nhiều lời. Tuấn quỳ sụp xuống, lê chân đến trước mặt anh Sáu, nhưng người đàn ông ấy vẫn điềm nhiên. Không diễn nữa, mà nên nhớ mấy cái trò này tao không có lạ gì đâu, cứ theo giấy vay nợ mà làm. Tuấn xám mặt, ôm lấy chân anh Sáu. Em xin anh, em còn thiếu 2 tỷ nữa thôi, em đang bí quá, anh cầm đỡ em hứa. Anh Sáu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng tỏ rõ sự khinh thường Tuấn. Thôi đừng có hứa nữa, thằng chó nào tìm đến anh ấy cũng hứa hết. Nhưng giờ các em cao chạy xa bay, anh lại cất công đi tìm mệt lắm. Viết gì trong giấy nợ thì bây giờ làm cái ấy. Rồi anh Sáu lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy gấp tư và nói với một thằng đàn em. Đọc cho mọi người nghe đi. Tuấn vẫn ôm chân anh Sáu. Xin anh, em xin anh. Tên đàn em cầm tờ giấy vay nợ và dõng dạc đọc. Đến cả ông Tráng cũng tái mặt khi gã kia đọc to từng chữ. Nếu đến hẹn không trả, tôi xin thế chấp căn nhà 3 tầng ở đường S, thành phố F. Ông Tráng nhớ lại câu hỏi của vợ mấy ngày trước, rằng Tuấn lấy cái gì để thế chấp. Vậy mà lúc đó ông cho rằng bà Tâm chỉ nói vớ vẩn. Bây giờ ngay cả nhà cũng không có mà ở. Ông Tráng bảo. Cái gì? Cậu vừa đọc cái gì cơ? Nhà này á? Anh Sáu gật đầu, khuôn mặt không có bất cứ một cảm xúc. Đúng, giấy là con trai của ông viết, chữ ký dấu vân tay, căn cước công dân đều là của Nguyễn Hoàng Tuấn. Vì chúng tôi cho vay nhanh nên thủ tục đơn giản, không rườm rà như ở ngân hàng. Chỉ cần có bìa đất là ok. Đây, bìa đất của nhà ông đây. Người đàn ông mặc đồ đen vừa nói vừa đưa bìa đất của căn nhà mà họ đang ngồi ra, đặt ngay ngắn trên bàn. Ông Tráng nhìn thấy lắp bắp. Sao nó lại có cái này? Bìa này tôi để ở trong phòng của tôi cơ mà. Có phải là đồ giả không? Anh Sáu cười, nụ cười không phát ra tiếng nhưng tỏa ra một thứ uy lực. Giám đốc à, đến con ruồi bay lướt qua tôi còn biết con nào được con nào cái. Cái bìa to thế này, giả thật chẳng lẽ tôi không biết sao? Hàng thật đấy,
Nếu không, ông cứ lên phòng ông mà kiểm tra xem trong phòng có còn nó hay không. Nghe giọng chắc nịch của anh Sáu, ông Tám quay sang bà Tâm. Là bà, chính bà lấy nó đưa cho Tuấn phải không? Bà Tâm không bất ngờ trước thông tin đó, bởi vì bà đã chuẩn bị tinh thần cho sự việc này. Bà biết với bọn này không đủ tiền thì phải có vật thế chấp chứ, đâu có nói suông được. Giờ nghe chồng nhắc đến mình, bà nói: chìa khóa phòng làm việc của ông thì ông giữ, camera có cả trong lẫn ngoài phòng, tôi làm sao mà vào được? Và lại ông mất giấy tờ, chẳng lẽ tôi không rõ? Ông Tráng cau mày. Vậy thì... Tuấn lúc này mới lên tiếng. Là con lấy à? Cái lần bố gọi con vào bàn công việc của công ty, con có cầm theo một cuốn sách to, bố còn nhớ không? Trước đó con đã thấy bố để bìa đất trong xấp tài liệu. Con giả vờ xem tài liệu rồi để bìa vào cuốn sách mang theo là xong ạ. Nghe con trai kể một cách rành rõ, ông Tráng đưa tay tát bốp vào mặt của Tuấn. Thằng ngu! Ông Sáu nãy giờ im lặng, bây giờ mỉm cười rất nhẹ. Thôi, về gia đình ông thì ông tự giải quyết với nhau. Hôm nay chúng tôi đến đây để đòi nợ thôi. Thực ra ban đầu con ông đòi thế chấp cả công ty TT, dù anh ta chỉ là quản đốc nhưng vẫn khăng khăng là có thể lấy đầy đủ giấy tờ. Tuy nhiên tôi bảo là chỉ cần nhà, bởi vì nhà là nơi trốn để đi và là của riêng gia đình ông. Còn công ty liên quan đến bao nhiêu công nhân, tôi cũng không hiểu vì sao con trai ông lại to gan đến vậy. Giờ cách giải quyết duy nhất là tu chí làm ăn mà chuộc lại nhà thôi. Nhị chưa bao giờ thấy bọn lưu manh ăn nói tử tế như vậy. Cô từng xem những bộ phim có bọn xã hội đen hùng hổ đi đòi nợ, không nhàn nhã êm xuôi thế này đâu, mà chúng sẽ đập phá, chửi bới. Cảm nhận thấy không khí im ắng, anh Sáu lại nói tiếp. Chúng tôi cũng không chặn hết đường sống của ai bao giờ. Tôi cho cậu 2 ngày để định cư chỗ mới. Đồ đạc có thể đưa đi bất cứ thứ gì, tôi chỉ lấy cái nhà và đất thôi. Nói xong, anh ta khoát tay ra hiệu cho đám đàn em kéo về. Trong phòng khách sang trọng chỉ còn lại vợ chồng ông Sáng, Tài, Tuấn và Nhi. Nhi ngồi xuống ghế, cầm tay bà Tâm. Mẹ bình tĩnh đi, ảnh hưởng tới sức khỏe. Hay mẹ cứ để con đi làm, được đồng nào hay đồng ấy, chứ bây giờ nhìn nhà mình thế này. Ông Sáng thở dài. Thôi, mai kêu người đến soạn đồ về nhà cũ mà sống. Cũng may là tôi chưa bán căn nhà ấy. Bây giờ ta có 1 ngày để dọn nhà đến, 1 ngày để dọn lại căn nhà cũ dở tạm đó. Tôi đang họp để bàn giao dây chuyền sản xuất mới, vì hôm nay Tài có góp thêm vào tiền mua dây chuyền sản xuất. Cũng nhờ Tài có nhiều mối quan hệ nên đủ tiền để nhập. Hy vọng lò gạch làm ăn để chuộc lại nhà. Còn bây giờ thì mọi người chịu khó một thời gian. Nhưng để được như thế, thằng Ôn Dịch kia phải làm ăn cho tử tế. Còn giờ mày nên làm việc với cơ quan điều tra để con kia bị tóm, như vậy thì mày mới yên ổn được. Tuấn vẫn quỳ dưới sàn nhà. Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh ta đã mất tất cả, nhà cửa, tiền bạc. Những gì anh ta cố công xây dựng đều tan thành mây khói. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.